À, chỉ cần trả trước 100 triệu thì sẽ sang tên sổ hồng riêng và ngân hàng duyệt cho vay 70% đối với người mua ở 6 tỉnh, đó là Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long. À, lô đất này là ngang 5 và 30, đã có thổ cư 105 mét vuông, ranh giới rất là hoàn chỉnh, đất không tranh chấp, sẵn sàng xây dựng nhà ở homestay. Các bạn thấy vòng vòng ở đây là xã Quân Long, là người ta trồng thanh long rất là nhiều ha, và vòng vòng đây là nhà rất là đông đúc. Các bạn thấy phía sau những cái khu vườn thanh long đó chính là nhà của người dân ở đây rất là đông. Giá bán của lô đất là 320 triệu và mình chỉ cần trả trước 100 triệu thôi ha, thì chủ đất sẽ sang tên sổ hồng riêng và sau 1 tháng sang tên xong thì sẽ hỗ trợ vay ngân hàng. Rất là phù hợp là mua để dành làm của hoặc là mình mua để đầu tư. Một cái lô đất pháp lý hoàn chỉnh đã có sổ hồng riêng. Cái lô đất nó cách cái đường lộ nhựa là đường 26 tháng 3 này khoảng 300 mét các bạn. Từ đây mình đi vô 300 mét tới đất. Đó, cách tầm khoảng chừng 600 mét đó là trường tiểu học Quân Long các bạn. Đây mình đi tới khoảng chừng 600 mét là tới lô đất quy chưa bán. Rồi, cách đất khoảng chừng 900 mét đó là trường cấp 2 Quân Long, cũng nằm trên đường 26 tháng 3 này luôn các bạn. Và tại đây chính là chợ các bạn, khu vực chợ. Mình đi tầm khoảng chừng 3 phút thôi là mình đã ra được tới chợ rồi. Đây là cầu Tân Hòa.